Chào mừng quý vị và các bạn đến với trang tin EV của chúng tôi. Những thông tin nóng, nhanh, chính xác liên tục được cập nhật và chuyển tới quý vị và các bạn. Hãy đăng ký kênh, bật chuông để liên tục nhận được những video của chúng tôi. Trên trang EV xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy thì trong buổi tối ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, tức là buổi sáng theo giờ Hoa Kỳ, thì VinFast đã thông báo, đã công bố cái bản báo cáo tài chính quý 1 năm 2024. Và trong nội dung video này thì chúng ta sẽ cùng phân tích những con số của VinFast tại thị trường Hoa Kỳ. Nhưng trước tiên thì chúng ta cùng đến với những thông tin thú vị khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung video ngày hôm nay. Đầu tiên thì liên quan tới việc giảm giá xe điện, thì ngoài Tesla, rồi Ford thì cũng có chính sách cũng khá là thú vị khi mà họ tuyên bố rằng nếu như là một khách hàng nào đó mà trong gia đình của họ đang có sử dụng xe Tesla mà bây giờ họ sử dụng qua xe Ford thì sẽ được giảm giá. Đây là một cái chính sách giống như là giật khách từ Tesla. Trong khi đó thì ngày hôm nay BMW cũng đã thông báo rằng họ sẽ giảm giá cho các cái mẫu xe điện của mình với cái mức dao động từ 5 tới 7.500 đô la Mỹ tại thị trường Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy rằng cuộc chiến về giá cả của xe điện tại Hoa Kỳ đang diễn ra rất là khốc liệt. Tất cả những cái thương hiệu xe EV đều bắt buộc phải giảm giá. Tinker hay là Rivian hay là Lucy thì cũng đã đều phải giảm giá để đẩy hàng tồn khỏi kho. Mặc dù thị trường Hoa Kỳ cho tới nay thì chưa có sự thâm nhập của các cái thương hiệu xe tới từ Trung Quốc, chính phủ Hoa Kỳ thì luôn luôn tìm cách đưa ra các cái hàng rào thuế quan, hàng rào kỹ thuật để ngăn cản những chiếc xe của Trung Quốc thâm nhập thị trường Hoa Kỳ. Như vậy mà thị trường Hoa Kỳ đã trở nên rối ren khi mà liên tục phải giảm giá trong cái cuộc chiến mà tất cả cùng thua, khi cùng dắt nhau xuống hố. Nếu như mà xe của Trung Quốc thâm nhập được vào thị trường Hoa Kỳ thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc cái ngành sản xuất công nghiệp ô tô của Hoa Kỳ có nguy cơ phá sản do những chiếc xe điện giá rẻ được người dân Mỹ ưa chuộng. Đa phần thì người dân Mỹ có điều kiện sử dụng những chiếc xe rất là tốt, những chiếc xe đắt tiền. Tuy nhiên phần còn lại của Hoa Kỳ thì nó không ngọt ngào như là tất cả chúng ta tưởng tượng. Vẫn có những người có những cái điều kiện thu nhập thấp, có những người phải lo lắng cho cái thu nhập hàng tháng của mình với những cái khoản hóa đơn cần phải thanh toán. Và đặc biệt ở Hoa Kỳ thì khi bạn đi làm, bước chân ra khỏi nhà, bạn bắt buộc phải đi ô tô. Nếu như bạn sử dụng phương tiện công cộng thì chỉ khi nào bạn ở các trung tâm thành phố lớn di chuyển mà thôi. Còn người dân Hoa Kỳ thì thông thường họ di chuyển cũng khá là xa để đi làm. Chính vì vậy ô tô là một cái phương tiện thiết yếu. Nhiều người bắt buộc phải mua ô tô, phải có được một chiếc ô tô thì mới có thể đi làm, mới có thể kiếm tiền. Do vậy, đối với đa phần người Mỹ có thu nhập ở cái mức gọi là họ chỉ có thể đảm bảo cho cuộc sống của mình mà thôi, việc mà có những cái chiếc xe giá rẻ thì họ sẽ mua bất chấp rằng nó có bền bỉ, nó có tốt hay không. Chính vì vậy mà Kia hay là Hyundai thì được ưa chuộng khá là nhiều, thậm chí Toyota khi mà cái giá cả cạnh tranh, cái giá cả rất là thấp, ít phải sửa chữa, thì đây là cái điều mà phù hợp với người dân Hoa Kỳ, một số bộ phận người dân Hoa Kỳ. Một số người thì vẫn cứ luôn luôn tuyên truyền rằng nước Mỹ là một cái gì đó rất là tuyệt vời, nhưng thực tế thì nó không hoàn hảo như vậy, quốc gia nào cũng vậy mà thôi. Thị trường xe EV của Hoa Kỳ đang chứng kiến một cái cuộc tàn sát lẫn nhau khi tất cả những cái hãng xe đều giảm giá cạnh tranh để nâng cao cái thị phần của mình. Và trong cái bản báo cáo tài chính thì cũng đưa ra một số con số cũng như là một số cái thống kê. Thì ở đây chúng ta sẽ bàn về thị trường Hoa Kỳ khi mà doanh số của VinFast trong quý 1 của năm 2024 thì nó là 927 chiếc xe doanh số trong quý 1. Như vậy nếu so với cùng kỳ quý 1 của năm 2023 thì chỉ có 110 chiếc mà thôi. Như vậy quý 1 năm 2024 thì cái doanh số của VinFast chiếm 0,3% cái thị phần của Hoa Kỳ. Đương nhiên ở Hoa Kỳ thì Tesla là đang đứng số 1 với 51,3% thị phần. Còn lại thì các cái thương hiệu khác chia nhau cái miếng bánh còn lại. Như vậy thì mặc dù cái số lượng xe còn hạn chế, VinFast mới tới Hoa Kỳ và khả năng nhận diện thương hiệu còn thấp, với cái con số quý 1 năm 2024 là 927 xe cũng là một cái sự tăng trưởng khá là tốt. Ở đây thì người ta có đưa ra một cái chỉ số theo đó, thì nếu mà tính theo cái số lượng tăng giữa quý 1 của năm 2023 và quý 1 của năm 2024 thì cái con số tăng trưởng nó rất là lớn, thì tôi cũng xin phép không có đường con số này
vì thực ra quý 1 năm 2023 thì VinFast mới thâm nhập thị trường Hoa Kỳ mà thôi. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng trong cái quý 1 năm 2024 hiện nay thì VinFast đang xếp hạng thứ 23. Trong cái bảng này thì nó là 26 cái thương hiệu xe được đưa vào để có cái doanh số, thì VinFast đang đứng ở vị trí thứ 23. Nó đứng trên 3 cái thương hiệu còn lại. Mặc dù đây là một cái vị trí khá là khiêm tốn. Cái vị trí mà VinFast cách cái vị trí số 22 thì số lượng cũng chỉ vài chục xe mà thôi. Như vậy thì khả năng nếu trong những quý tiếp theo, khi mà những cái mẫu xe đa dạng hơn của VinFast, ví dụ như là mẫu VinFast VF9 và thậm chí là VinFast VF7 được giới thiệu tại thị trường Hoa Kỳ cũng như là thị trường Bắc Mỹ, thì doanh số tại đây có thể tăng trưởng đáng kể hơn và sẽ giúp cho VinFast cải thiện được cái vị trí tại thị trường Hoa Kỳ. Để đạt được con số ấn tượng tại thị trường Hoa Kỳ thì VinFast đã thay đổi chính sách với cách tiếp cận mới, đó là bán hàng thông qua những cái đại lý địa phương. Điều này đã giúp cho doanh số của VinFast có sự thay đổi đáng kể và VinFast đã tiếp cận được nhiều hơn với khách hàng ở nhiều bang hơn. Trong đó thì VinFast cũng đã đặt mục tiêu là sẽ đạt khoảng 130 cái điểm bán hàng ở Bắc Mỹ và 400 điểm bán hàng trên toàn cầu vào cuối năm 2024. Thì đây nó sẽ đóng góp đáng kể vào cái con số trong nửa cuối năm 2024. Vì quý 1 thì VinFast giao xe số lượng chưa tới 10.000 xe. Như vậy nếu mà chia bình quân với cái mục tiêu là 100.000 xe thì một quý nó phải tương đương khoảng 25.000. Như vậy quý 1 mới chỉ được hơn 9.000 mà thôi thì nó khá là thấp. Tuy nhiên thì theo giải thích của VinFast thì đây là vào cái thời điểm đầu năm và vào cái thời điểm Tết Nguyên Đán tại Việt Nam. Chính vì vậy cái sức mua tại thị trường nội địa cũng chưa có cao. Tuy nhiên từ quý 2 trở đi thì VinFast đã có thêm những cái mẫu xe như là VinFast VF7 cũng như VinFast VF8 tại thị trường nội địa và định hướng xuất khẩu. Nó sẽ giúp cho cái doanh số bán xe trong quý 2 trở đi của VinFast sẽ có cải thiện đáng kể. Trong khi VinFast tăng trưởng thị phần tại thị trường Hoa Kỳ thì ngay bản thân ông lớn Tesla cũng đã phải chịu một cái sự sụt giảm khá là lớn. Nếu như quý trước thì thị phần của Tesla đang duy trì ở cái ngưỡng là 61,7% thì trong cái quý 1 của năm 2024 nó đã tụt xuống chỉ còn 51,3% mà thôi. Ngoài ra thì cũng có những cái thương hiệu khác, ví dụ như Volvo thì nó đã giảm đi tới 63%, Chevrolet thì là 55,8% hay Volkswagen thì là 36,8%. Cái thị phần bị giảm sút, đây là những cái dấu hiệu rất là tiêu cực cho thị trường EV tại Hoa Kỳ. Việc thị trường Bắc Mỹ sụt giảm nó đã ảnh hưởng rất là tiêu cực tới nhiều cái thương hiệu xe. Tuy nhiên với VinFast, khi mà họ có một cái mục tiêu đó là mở rộng thị trường của mình ra 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là một cái chiến lược rất là phù hợp của VinFast nhằm giảm cái sự rủi ro cho một cái khu vực thị trường. Và tại thị trường Đông Nam Á thì VinFast cũng đang tập trung cho thị trường Thái Lan rất là lớn, vì thị trường Thái Lan nó chiếm tới 60% cái doanh số của toàn khu vực Đông Nam Á. Điều đó cho thấy rằng đây là một thị trường rất là quan trọng và VinFast đang tập trung cho thị trường Thái Lan, một cái thị trường mà họ cũng khá là ưa chuộng những cái mẫu xe bán tải. Và VinFast thì đã có những cái ưu đãi cho thị trường Thái Lan, và một trong những cái yếu tố đó chính là việc mà VinFast tăng cái thời gian bảo hành đối với pin của chiếc xe điện bán tại thị trường Thái Lan. Đây là một cái ưu đãi riêng dành cho thị trường Thái Lan. VinFast sẽ bảo hành từ 7 tới 10 năm hoặc là 160.000 cho tới 200.000 km tùy theo cái điều kiện nào tới sớm. Pin bán tại thị trường Thái Lan thì sẽ được bảo hành từ 8 cho tới 10 năm mà không giới hạn số km, và VinFast áp dụng nhiều cái chính sách linh hoạt cho thị trường Thái Lan. Một trong những cái chính sách khá đặc biệt của VinFast đó là cho thuê pin để giảm cái giá thành đầu tư mua xe ban đầu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.